Liên quan đến bệnh nhân số 48 mắc COVID-19 sống tại lầu 1 tòa nhà A1 thuộc chung cư Hòa Bình ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi có kết quả dương tính thì cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với các hộ dân xung quanh, trong đó bước đầu 63 mẫu đã cho kết quả âm tính. Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 50 cư dân sống tại tầng 1, 2 và 3 của block A và 13 nhân viên bảo vệ giữ xe tạp vụ. Ngày hôm nay, tất cả 63 người này đã có kết quả xét nghiệm bước đầu là âm tính. Trước đó, kết quả xét nghiệm ngày 14 tháng 3 của 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều âm tính. Hiện các hộ dân vẫn đang được tiếp tục cách ly. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tất cả các cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của khu A1, hạn chế ra vào các căn hộ khu A1 chờ kết quả xét nghiệm. Riêng các căn hộ liền kề ở tầng 1 khu A1 nhà của bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục được cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương. Trong thời gian cách ly thì toàn bộ người dân tại chung cư Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không được đi ra ngoài. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã có những phương án để có thể đáp ứng được những nhu yếu phẩm thiết yếu cho 1.000 hộ dân ở đây. Và thậm chí là theo ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ, không ít những mạnh thường quân cũng đã đến đây để hỗ trợ. Những tình cảm này sẽ phần nào có thể giúp những người dân an tâm hơn trong việc cách ly. Chung cư Hòa Bình, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh trong lúc người dân phải ở yên để cách ly. Thì tại siêu thị Co-op-Mart gần đó, các đơn hàng đăng ký của người dân qua online liên tục được gửi đến. Có hai danh mục bao gồm thực phẩm tươi sống và thức ăn sẵn nấu chín được chuẩn bị để người dân lựa chọn. Như quý vị có thể thấy ở đây như là gỏi cuốn, rồi bún thịt nướng hay là cơm gà. Những cái nhu cầu của người dân tại chung cư Hòa Bình được đặt hàng tại Co-op-Mart đều được đáp ứng như thế này. Ngoài đồ ăn nấu sẵn thì với những người dân có nhu cầu nấu ăn, đặt hàng các mặt hàng tươi sống hay các nhu yếu phẩm đều được đáp ứng. Hai quầy cũng được chuẩn bị riêng để nhanh chóng thanh toán. Ngoài xe vận tải vận chuyển thì các mặt hàng phát sinh cũng được nhân viên siêu thị dùng xe cá nhân vận chuyển đến khi người dân có nhu cầu. Cho đó người dân cứ yên tâm và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt là phường cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân có cái vấn đề gì, có nhu cầu gì thì phường sẽ trong cái khả năng, trong điều kiện thì phường tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân. Và người dân cũng cố gắng đồng hành cùng phường để chấp hành tốt những cái quy định trong cái công tác cách ly. Với những người dân không có điều kiện nấu ăn, những phần cơm ấm áp này từ mạnh thường quân và các cán bộ hội phụ nữ của quận được chuẩn bị tươm tất. Cả ba buổi ăn, sáng, trưa, chiều đều được ân cần chăm sóc. Cũng có những cái phần để cho bà con mình ở đây là ấm lòng. Thì trong đó là có những cái phần nước rửa tay của hội cũng vận động và chuyển đến cho bà con của mình. Và những cái phần cơm, cơm thì ăn sáng, trưa và chiều thì là các ban ngành cũng cùng chung tay để thực hiện. Thì có những cái sự phân vai gánh vác như vậy thì là bà con của mình đã yên tâm hơn. Những hành động hỗ trợ này sẽ còn được duy trì trong suốt 14 ngày khi người dân cách ly bên trong chung cư. Khi khó khăn, tinh thần tương thân tương ái lại một lần nữa được lan tỏa với một niềm tin người dân sẽ chung sức đẩy lùi dịch bệnh.